Chiều ngày 17 tháng 2, đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên đến kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục, công tác xây dựng các phương án đảm bảo điều kiện khi đón trẻ trở lại trường và tổ chức các hoạt động ăn nghỉ, vệ sinh, chơi, học theo chế độ sinh hoạt cho trẻ phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non. Việc vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị vân vân, phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, công tác phối hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ, y tế, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện an toàn khi đón trẻ trở lại trường. Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các cơ sở giáo dục mầm non, công lập và ngoài công lập trong việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua việc kiểm tra nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.